À, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là cập nhật chỉnh lý từ cái sổ đỏ lên bản đồ địa chính nha. Đây, rồi tôi mở đây này nha. Đây, rồi, bản đồ này. Chúng ta cập nhật có 3 thửa lực. Rồi, thứ nhất là 16, 5, 7, 6 nha. Đó, tôi đổ đây. 5, 7, 5. Đây, tôi đổ đây. 5, 7, 7 đây, tôi đổ đây. Rồi, tôi nhập tôi đổ lại nha. Học. Đây, 5, 7, 6. Rồi, thử đây, 5, 7, 6 lên kìa. Rồi, 5, 7, 5. Đây, chú ý nè. Đây, chụp Y nè. Chụp X nè. Nhập ra là Y, 7, X nha. Rồi, ta mở bản đồ chính lên nha. Ở đây nó giáp với thử nhiều. 5, 7, 7. Đây, giáp thử 5, 8 nha. Rồi, Edit. Rồi, 5, 8 lên. Đó, nó nằm vị trí này nè. Thấy không? Rồi, Catania tắt bớt lớp 11, 14, 15 nha. Đánh nhẹ lại. Rồi, rồi sau khi ta có tọa độ rồi, bây giờ ta chuyển qua. Chuyển qua cho tọa độ nhập lên nha. Rồi, ta cho nó là lớp lâu dài. Lớp nó lớp lớp 1 đi. Đây, 1 đây, Catania nè. Đang kích hoạt lớp 1 nè. Thấy không? Rồi. Đây nha. Đây đi. Rồi qua đây. Đây inbox. Rồi, thử 5 7 cái 7 27 đây đi. Rồi, màu vàng nha. Đây. Rồi ta vẽ lại nha. Khi ta vẽ lại thôi, thêm một thửa nữa, thêm một thửa đây. 5 7 6. Đây. Đó, cái này nó đang nằm ở lớp mấy? À, lớp 1 nha. Rồi, ta vẽ lại nè, ta vẽ lại lớp 10 nha. Đây không, màu này chọn lớp 10 nha. Rồi ta vẽ lại nè. Đó, bắt điểm chính xác vô nha. Rồi, đó. Rồi ta làm một thửa. Vẽ thử thứ hai nha. Rồi, giờ tôi update lớp 1 màu vàng tiếp nha. Lớp số 4 để ta lập thêm một thửa nữa, đó là thửa 77 nha. 75 chứ, 575 nè. Rồi ta chọn lại không, màu vàng, màu đỏ chứ, lớp 10. Rồi ta vẽ thửa 575 nha. Rồi ta bắt điểm vô, vẽ line nè, điểm vô nè. Đó, bắt điểm chính xác rồi. Có vô nghĩa điểm các bạn. Đây nè, đó. Đây là chỉnh lý biến động thì đẩy qua lớp 49 nha. Là 49 Corona, tắt lớp 49 đi. Đó. Rồi cái này. Cái này đi nha. Năm 77. Đây 576. Rồi. Thử này nãy là nhiêu? Rã lại coi. Đây bỏ ở đây rồi, cái này nè. Cái này nó vô lộn chứ, 575. Hay 577 năm đây rồi. Đó. Xoay lại. Rồi, tắt cái này nha. Rồi ta mở rồi cái đó lên nha. 16. Rồi, kết nối dữ liệu nha. Rồi, sau khi kết nối dữ liệu nè, ta mở lên nè, nó tính lên nè. Nó bị lỗi vậy nè. Chứ nó có là chúng ta cập nhật cái thửa nó đẹp đó coi. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe.